Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Bữa nay là phát dài cho mấy anh em mà cô chú anh chị ơi. Hello em, tí anh nói chuyện với em sao? Rất là vui ha, mọi người tập trung nhận dài đó. Thì nãy giờ mình bao nhiêu cộng bao nhiêu rồi? Dạ, lấy cái hộp này để dành cho dài nè. Anh Ngọc mang vừa anh Ngọc. Dạ, anh mang 41 vừa anh luôn em. Anh mang 41 hả? Hôm qua anh thử 40 không vừa. Xếp gì mới hộp rồi. Ra khi có chị giấy á. Thì nào? Bết đó hả? Đó. Xếp được không? Được. Vừa tôi cũng bằng vừa ông luôn á. Ai cũng có hộp hết. Nãy em có hộp chưa? Có, xếp rồi. Xếp rồi. Dạ, có chứ dạ. Dạ chưa? Dạ. Là lại nhận dài luôn nè. Hả? Nhận dài tiếp nè. 41 vô luôn nè. Dài nè. Có nhận hộp, vừa nhận hộp. Rồi, lỡ lấy cái hộp tự xếp. Tự xếp đi. Lấy hộp tự xếp luôn. Rồi, tem chống hàng giả luôn nè. À. Còn đằng đây là mấy chị ship hộp bỏ dài vào nha. Ở đây là có thằng Hải nó ship rồi nè, ghê không? Hải ship cái hộp rồi nè. Ở đây chưa ai ship được mà có thằng Hải nó ship rồi, nó bỏ đôi dài vô nè. Hải ship rồi đó. Okay. Mấy mày xếp rồi. Hải nó xếp rồi đó. Mới xếp xong mà. Nó xếp không được cái lần mò hoài. Đậu lắm nè. Cô Hải ơi. Đây không ai xếp, biết xếp cái hộp này nha, chị mày có thằng Hải xếp rồi nè. Ghê không? Hải ghê không? Xếp hộp vậy khó lắm chứ không phải dẫn đâu. Còn ông kia ông làm gì vậy? Ông ngồi gì vậy? Chị Tiên nhận dài chưa? Có rồi nè, Bibi đang xếp hộp. Chạy xếp không vào được. Có rồi, Bibi xếp à. Ở, xếp đi. Xếp đi. Nó xếp thành một cái bó hoa tặng cho mẹ, còn từng miếng giấy nhỏ luôn. Rồi, cái đó là không nói, còn cái này mình đang xếp hộp, bỏ dài vô nè. Làm tới dài luôn hả? Chết tao. Sỏ dây này nhiều cái loại sỏ đẹp lắm. Mình sỏ kiểu gì cũng vậy, anh ta ấy lỗ cho mình nè, mình sỏ nhiều cái đẹp lắm. Rồi à, cái này của chị hay của bé Bi? Vậy bé Bi không có. Bé Bi không có. Làm gì đây? Hả? Làm gì? Làm gì đây? Tự khu phố mà anh làm gì đây? Quay phim gì đây? Quay em gái nó xếp cái hộp à. Thông minh, quả nhiên là thông minh. Thông minh quá, thông minh. Nhỏ thông minh sao mấy người bên bản ship hoài ship không được à? Nè, quả sắp là kêu bé Vi kìa. Kêu bé Vi kìa, bé Vi nó sắp xếp đẹp lắm. Xếp sao mày? Bé Vi kìa. Thôi đi qua bên kia đi. Kêu bé Vi kìa. Ở đây ta mỗi người có là lĩnh vực khác nhau rồi. Tổng đồng phụng thôi là 18 triệu á. Tổng cưới á. Sao? Đồng phụng thiệt á nha. Đồng phụng thiệt vậy? Đẹp lắm á. Đồng phụng thiệt sao có?
rồng phụng bằng cây cây tươi. À vậy mới nói là làm thiệt. Còn rồng phụng không có đồng. Còn già chị đâu? Hả à, già chị nè. Chị mang vô thử coi vừa không? À, thôi bây giờ chị đưa em cầm anh Huy trước giữ giùm chị cái bóp em bự giữ được á. Thôi chị để anh Huy đi. Nhưng mà em giữ giùm chị đi. Em giữ giùm chị đi. Chị phải gọi anh Huy chứ. Thì không mà em giữ giùm thôi. Mà giờ chị mang dài vô thử coi vừa không? Giữ giùm Huy với Niu nè. Cái Mi đó. Niu sao không đưa cho mấy anh này? Không giữ giùm đi tại vì chị đưa chị ấy luôn, em đưa chị đưa chị. Ủa Mi nó trốn đâu ta? Thấy nó ngồi ở đằng đó, thấy nó ngồi đó. Nhặn thẹp giùm. Cô lo năm lon luôn giữ chị đi. Cô tư. Gì vậy? Bốn cái giữ chị bốn. Xưng tiếng lại. Hả? À, xưng tiếng là Niu ấy. Niu tên xưng tiếng hả? À. Em Huy. À, còn này à. Cái này là đám cưới hả gì vậy? Dạ đám cưới con em, anh có đi được không? Được. Được hả? Sao? Cô Tư, cô Tư là ai? Cô Tư á. Cô Tư á. Chúc chị dọn hết đi qua viên. Thanh Tư hả? À. Cô Tư là ai? Tư nào á? Cô Thanh Tư. À họ bỏ cô Tư xỉu. Ủa xỉu đâu? Xỉu trên đây nè. Ủa? Thì này để đám cưới đâu? Dạ, ở Bình Chánh xa lắm á chú. Ở Bình Chánh, trời ơi, Sài Gòn mà. Trời ơi, tưởng gì đây. Không, đi xe đạp xuống dưới luôn hả mà. Không, mà. Không, cái đó là có người nhà đưa đi rồi. Vậy ta. Để là chú Thành được rồi. Chú đâu, chú. Thôi, mắc công quá. Thôi kệ, chú nói chú thích đi rồi đó trời. Thôi, cho đi. Chú hết chị bị đi làm vợ vậy đó chú. Thôi, cho chú có mặt là chú Thành được rồi. Thôi chúc đi. Chúc mừng hai em, vậy thôi. Vậy. Hả cháu. Chào cháu hả? Em con em mà. Cô Tư. Vậy là bên đó, ở con hả? Chị Thanh Loan. Su Gia phải không? Đúng, đúng. Ủa chị, chị Thanh Loan là ai? Nè, chú Thanh nè. Thanh Loan á. Cô Năm, chị Thanh, chị cô Năm Loan và tự nhiên với chị Thanh Loan luôn hả? Cô Năm tên Thanh Loan mà. Tên Thanh Loan luôn hả? Nguyễn Thị Thanh Loan á. Em Huy, xưng tiếng, trời trời. Xưng tiếng giống con gái vậy. Ngồi nêu tên kỳ vậy trời. Ủa, Bình Chánh đường đường quận mấy à? Em vào này đi hai người hay một người? Ủa chị Lo ơi, hả? Mà quận Bình Chánh của huyện nào hả? Huyện Bình Chánh luôn. Huyện Bình Chánh phải không? Dạ, à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày mới biết, mày biết huyện Bình Chánh Sài Gòn rồi. Rồi nè bốn người nha, chị gửi nha chị. Ừ. Gửi chừng nào gặp là chị phải điện thoại mấy anh đúng đó rồi, trước nha. Đúng rồi. Huyện Bình Chánh vậy là không, đưa được. Chị gọi cũng được. Tại thôi. Chị gọi trước đi, chị nói là không có gặp mấy người ở trên đây là chị gửi em. Đúng rồi. Gửi vào lên mà chị gọi mấy ông đó xong mà chị gọi phải gọi. Chị gọi cho em. Đưa đúng không? Chứ em chị không gọi em có biết tự nhiên lại đưa thiệp người ta biết là cái gì mà đưa. Rồi. 5 tháng 11. Là ngày mình đúng không chị? Hả? 5 tháng 11. Năm Tây. Năm Tây đó. Năm Tây hả? Ngày mình là 22 tháng 9, 22 tháng này nè. Yeah.